Tưởng là hồi sinh mà hóa ra là nó sình nó hôi luôn. Đó, cô bác anh chị ha, ngay cái vị trí rất là đẹp, từ một thời nhộn nhịp bao nhiêu, bây giờ nhiều khi đứng chụp hình giữa đường mà cũng không có xe nó đụng nữa. À, có một đợt nó phát hành đâu đó 10.000 tỷ đồng trái phiếu, à, người ta mua và cuối cùng cho tới bây giờ đáo hạn rồi nó cũng không có thanh toán gốc và lãi luôn. Đây là dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ 10 phút sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023. Và hiện tại thì em đang đứng ở trên con đường huyện Thiện Nghĩa cô bác anh chị. Con đường này ngày hôm nay đoạn này là huyện Thiện Nghĩa, qua khỏi cái công viên 23 tháng 9 này đây, mới là con đường Nguyễn Thái Học đi về cầu Ông Lạnh. Con đường Nguyễn Thiện Nghĩa này ngày xưa nó là Phan Văn Hùng đó. Và phía trước công viên này là cái ga Sài Gòn trước năm 75. Bên trái em đứng ở đây là cái vị trí của khách sạn New World đây cô bác anh chị. Sau lưng của em chính là ngã 6 Phù Động. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sài Gòn mình bây giờ đang nắng khá là gắt, và những cái ngày này thì cho tới cuối năm thì bắt đầu hết mùa mưa rồi, sẽ là những cái nắng chói chang như vậy. Ở đây có chiếc xe người ta đi giao hàng, ngày hôm nay nhiều cái đơn vị sàn thương mại điện tử đó, họ kết hợp với các cái đội ngũ xe điện đó cô bác anh chị này, người ta thiết kế riêng, sơn màu riêng cho cái thương hiệu của mình luôn. Như đây cô bác anh chị đang thấy là Lazada đó. Còn đây là những cái hình ảnh mà cuối năm rồi, nhưng mà cái cạnh trạ mặt bằng lan rộng rất là nhiều nơi đó, cho thuê nhà rất là nhiều thưa cô bác anh chị, những cái mặt tiền đắt đỏ không thôi. Hôm nay xuất phát ở đây thì em mời cô bác anh chị chúng ta dạo phố một chút về phía trước chợ Bến Thành á, cập nhật vài cái hình ảnh ở đó. Bây giờ bắt đầu em sẽ băng ngang qua cái con đường Lê Lai này. Lê Lai này bên tay phải thì chúng ta sẽ chạy về hướng của nhà thờ Huyện Sĩ cô bác anh chị, đường Tôn Thất Tùng, Bùi Chu đó, rồi về tới huyện Nguyễn Trãi, con đường Võ Tánh năm xưa. Ngay cái vị trí này bên phải của em là có một cái trung tâm thương mại dưới lòng đất ha, dưới công viên này. Ngày hôm nay thì người ta cũng có trả mặt bằng nhiều lắm, rất là vắng vẻ điều hiu. Ngay vị trí này là con đường Phạm Ngũ Lão. Ở đây thì chờ đợi tới cái mùa hoa năm nay, chợ hoa Tết xem như thế nào. Tình hình năm nay thì không biết là những người trồng hoa, bán hoa đó, người ta có mạnh dạn để mà trồng nhiều cái loại hoa hay không cô bác anh chị, số lượng bao nhiêu, căng thẳng lắm. Rồi ở đây thì em mời cô bác anh chị băng qua con đường Phạm Ngũ Lão này nhé. Chỗ này thì coi như là phố Tây rồi, sáng sớm vào lúc 9 giờ cô bác anh chị thấy là xe cộ đông ha. Em chạy chậm chậm đoạn này để cô bác anh chị nhìn đường xá. Tối ở đây thì có những cái quán nhậu, rất là nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn mình ngày hôm nay nhậu thâu đêm suốt sáng ở đây. Ở đây em sẽ quẹo bên trái, nhưng mà đứng bên này mà quẹo thì rất là khó. Em sẽ quẹo phải trước, sau đó là quay đầu trên con đường Trần Hưng Đạo. Như các bác anh chị có thể thấy là nhà cho thuê ở khắp mọi nơi ha, 2-3 căn. Cuối năm rồi đó, tình hình kinh tế không thấy khởi sắc hơn mà thấy còn có vẻ rất là ảm đạm. Các bạn chị thấy không? Đi thẳng thì chúng ta sẽ lên cầu Ông Lạnh về quận 4, con đường Hoàng Diệu á. Còn bên tay phải của em ở đây là có con đường Bùi Viện,
vào cái phố Tây Ba Lô, phố ăn chơi sung sướng bậc nhất của Sài Gòn mình ngày hôm nay. Tất nhiên là cũng dành cho một nhóm đối tượng nào đó riêng thôi, và đặc biệt là khách Tây nữa. Hình như là sáng nay Sài Gòn mình có mưa á, cô bác anh chị. Sáng ngày em đưa bé đi học thì thấy dường như là đường xá ướt nhem mà. Thôi, ở đây thì em sẽ quẹo bên tay phải một cái nha. Rồi phải lên Trần Hưng Đạo rồi em sẽ quay đầu, kiếm cái đường em quay đầu. Nó dễ hơn là mình vào trái ở đây, bởi vì em vừa chạy vừa quay thì nó rất là khó để mà qua đường, cô bác anh chị. Con đường này thì quá thân quen với cô bác anh chị rồi, đẹp và nó thẳng tắp từ Quận Nhất lên Chợ Lớn. Ở đây có cái rạp ngày hôm nay gọi là rạp công nhân. Ở đây cô bác anh chị bên phải đây nè. Đây, cái rạp này là rạp công nhân nè, đó rạp Nguyễn Văn Hảo năm xưa đó. Màu hồng đó. Cái rạp là nè, chiếu phim nhưng mà nghe cái tên cũng thấy muốn đi coi ha. Rồi ở đây thì em sẽ xi nhan bên tay trái để em quay đầu đó. Ở cái góc này thì bên phải là đề thám, bên trái cũng là đề thám, nhưng mà bên trái thì chạy về khu Bắc Cô Giang, cô bác anh chị ngay chỗ cái chi hội Tin Lành đây nè. Đó. Để cho mấy xe đi trước, mình quay đầu từ từ thôi. Cũng hên xui lắm, lỡ may có chuyện gì xảy ra cũng khổ. Ký túc xá hẻm 135. Đi nhiều nơi nhưng mà chạy về hướng trung tâm Sài Gòn thì lúc nào cũng có một cái cảm giác nó hay hay. Nhà cho thuê này có mang gì không? Mấy cái nhà. Rồi, em chạy về hướng của bùng binh công trường Bách Thị Trang. Bên kia của ngã tư chính là trường Nguyễn Thái Học, bên tay phải của em đó. Bên phải là trường Nguyễn Thái Học, bên trái hình như là trường Tôn Thọ Tường. Trường Nguyễn Thái Học thì vẫn giữ nguyên cho tới bây giờ ha. Còn cái trường Tôn Thọ Tường đó hình như là bây giờ là trường Ơn Thaman gì đó. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị tới cái vị trí này. Đó, hai ngôi trường đối diện nhau, cô bác anh chị có thể nhìn lại một chút với những cái hình ảnh này, với cái hàng cây này. Và sát bên trường Nguyễn Thái Học có cái rạp Đại Nam năm xưa, bây giờ thì nó là cái khách sạn và nó cũng không có hoạt động hết, thưa cô bác anh chị, cũng một phần thôi. Một phần, còn một phần thì cũng để trống sửa sang lại cũng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì làm khách sạn cũng khó, khách khứa nó ít lắm của bác anh chị, khách du lịch, khách nước ngoài rồi bây giờ ít lắm. Đây là khách sạn Đại Nam nè, đó của bác anh chị thấy không. Tới đây rồi thì chúng ta sẽ tới cái mũi tàu, có một cái ngôi nhà cũng cũ lắm và có tên là Nguyễn Văn Hảo ở trên luôn, con đường Dạ Xin và con đường Ký Con, ngay dưới cái gốc cây xăng của các anh chị đó.
một cái vị trí rất là đẹp ha, ngôi nhà cũng cổ kính. Còn đây là những cái hình ảnh nhà cho thuê. Thuê quá trời thuê. Ở đây là một cái dãy nhà giống như khu xá đó, trước chợ Bến Thành, trên con đường Trần Hưng Đạo. Mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái hình ảnh cũ xưa này nha. Trời, máy lạnh quá trời luôn. Máy lạnh ngày hôm nay nó cũng là một phần làm cho cái không khí ô nhiễm và nóng lên. Với cái số lượng nhà ở Sài Gòn mình mà một nhà như vậy thì tới 3-4 cái máy lạnh. Nếu anh chị thấy một lần người ta bật lên là mấy cục nóng này nó xạ ra thì thôi. Đó, mình cứ nói xe xăng là ô nhiễm gì chứ em thấy rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng còn khủng khiếp hơn nữa, mà đôi khi chúng ta không để ý. Cục nóng máy lạnh ha, quạt một lần thì nó nóng ra mà thổi ra thì thôi chứ. Đó, tiếp tục ở nhà cho thuê nữa này nó. Bây giờ cái tình hình như vậy á cô bác anh chị, nó kéo dài, đôi khi mình không biết tới bao giờ á. Kéo dài, đóng luôn. Đó. Bên tay trái của em là cái công trình lâu đời ở Sài Gòn. Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ngày hôm nay đang có những bài báo viết là gấp rút để đưa vào sử dụng. Em cũng hy vọng cái chữ gấp rút này là nó mang cái ý nghĩa cũng tiêu cực. Xin lỗi các anh chị, tích cực chứ mà gấp rút theo cái kiểu làm cho xong thì nguy hiểm lắm nha. Chưa chạy nhưng mà đã có rất là nhiều cái lỗi rồi. Làm mà gấp rút nữa thì thôi, sợ lắm, giống như cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cô bác anh chị. Làm gấp rút đưa vào sử dụng xong, bây giờ trời ơi, nó lụm thụm, nó ngập nước, nó xấu, nó ôi trời, nguy hiểm lắm, chạy rất là nguy hiểm. Gấp rút đó. Thì ở đây bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái tòa nhà, hai cái tòa nhà trên con đường Hàm Nghi. Từ công trường Bách Thị Trang này chạy về cho tới bến Bạch Đằng, hai cái tòa nhà này đây. Một là cái tòa nhà này, có mấy anh chị thấy này không? Nó là cái tòa nhà mà làm xấu cái bộ mặt ở ngay phía trước này. Đây, đối với cái tòa nhà này á, thì đây là một cái cục nợ với rất là nhiều người thôi cô bác anh chị. Em có xem một vài cái thông tin thì cái tòa nhà này hiện nay á là nó không còn, nó không có trả lãi trái phiếu cũng như không có trả gốc luôn cô bác anh chị. Có một đợt nó phát hành đâu đó 10.000 tỷ đồng trái phiếu, người ta mua và cuối cùng cho tới bây giờ đáo hạn rồi nó cũng không có thanh toán gốc và lãi luôn. Đây là một cái cục nợ với rất là nhiều người á cô bác anh chị. Đó, và nó cũng về tay của Vivaland, một cái công ty của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó, chúng ta cùng nhau nhìn lại một chút cái hình ảnh ở đây ha. Bây giờ thì em sẽ chạy một chút xung quanh chợ Bến Thành. Sơ sơ như vậy để cô bác anh chị hình dung thôi. Thôi em sẽ đi như thế này nè. Đi ở đây qua con đường Phó Đức Chính ha, chúng ta thấy. Mười mấy năm rồi. Mười bốn, mười lăm năm như tòa nhà IFC ngay chỗ cầu Khánh Hội cũng vậy cô bác anh chị, cũng 14-15 năm rồi.
chắc nó hẹn nhau chứ. À, không có một động tĩnh gì hết ha, và nó cũng xuống, nó cũng hư, nó cũng đen, sắt thép rồi nó cũng xét hết rồi đó. Và ở đây những cái banner ngày xưa như là Vivaland rồi gì thì tháo hết rồi, đầu vẽ tùm lum lên thôi. Ngay cái trục tứ giác Bến Thành ha, và chúng ta thấy là có rất là nhiều cái hình ảnh nó thê thảm. Đây, ngay vị trí cái góc này cô bác anh chị có nhớ là cái gì không? Ngày xưa nó là một cái quán bar đó, và ngày hôm nay thì nó cũng đang nằm trong cái tình trạng như thế này nè cô bác anh chị. Khủng khiếp thiệt chứ. Cái tòa nhà Sài Gòn One Central gì đó, cái tên cũ của nó đó, cái tên đó đây nè đó, tên cũ của nó nhiều tên, nó đổi tùm lum đó có mấy anh chị, giờ cũng chả biết tên gì, không nhớ luôn. À, thì nó lâu rồi ha, nó bị nợ nần rồi, bây giờ cũng nằm cục đó. Nhưng cái tòa nhà này thì người ta cũng không có làm ăn gì nữa ha, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn có mấy anh chị thấy không. Em sẽ quẹo phải con đường Khó Đức Chính này ra phía sau cái tòa nhà này, ở chỗ này là quận nhì ngày xưa đó, bây giờ đó là quận nhất. Bên trái là đường cái Lê Công Kiều ha, cái đồ cổ đó. Chỗ này là cái bảo tàng mỹ thuật ngày hôm nay, cái dinh thự của chú Họa năm xưa đó. Ngay cái góc này đi thẳng thì chúng ta về khu chợ dân sinh huyện Công Trứ rồi, lên cầu Ca Mét được luôn. Con đường này là Lê Thị Hồng Gấm đó, phía sau của cái tòa nhà đắp chiếu này nè. Thì con đường Lê Thị Hồng Gấm này ngày trước năm 75 nó là con đường Hồ Văn Ngà, thưa cô bác anh chị đó. Ta hướng một chút về này ha, hướng một chút lại về con đường Ca Mét nha. Bên trái của em là cái bảo tàng mỹ thuật ngày hôm nay, rất là nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu của cái tòa nhà này, là hiện tại bây giờ là đang là ôm sụp nợ luôn đó. Và sau khi định giá lại cái tòa nhà này á, thì từ cái trị giá như là 15-17 ngàn tỷ gì đó, bây giờ nó chỉ còn có 5 ngàn tỷ thôi có bác anh chị. Định giá thì cái tòa nhà này đó, giờ người ta dùng để người ta tập kết rác là chính đó. Có những cái công trình như vậy ở Sài Gòn đó, lâu lâu lại mời cô bác anh chị đi nhìn lại. Đa số nó là những cái cục nợ. Rồi, em quẹo vào con đường Ca Mét lại nha, hướng về chợ Bến Thành. Thì giống như là SCB, cô bác anh chị cũng thấy đó, nó cũng liên quan tới cái vụ Vạn Thịnh Phát. Thì người dân người ta bây giờ cũng đang đi đòi nợ triền miên á, cũng đòi không có được đâu. Còn cái khu nhà của trước chợ Bến Thành này cũng vậy, nó cũng là liên quan tới Vạn Thịnh Phát luôn. Và bây giờ cũng phát hành một lô trái phiếu, cũng nằm một cục ở đây, tiền nằm ở đây chứ ở đâu nữa. Bây giờ em chạy về xung quanh chợ Bến Thành một chút, rồi mời cô bác anh chị ra con đường Hàm Nghi nha. Hôm nay em chạy cập nhật vài điểm. Thôi em đi thẳng xuống đi, thẳng xuống dưới, quẹo vào con đường, quay đầu ngay đường Lê Lợi ha, quay đầu ngay đường Lê Lợi với lại Master đó, đi thẳng lên chợ Bến Thành. À, bên tay phải của em là cái sở Họa Sai ngày xưa này cô bác anh chị. Chỗ này có con đường Hàm Nghi, em lướt qua một chút đó. Hàm Nghi này về chợ cũ Tôn Thất Tạm đó. Đây còn gọi là công trường Quách Thị Trang. Sắp tới thì người ta cũng sẽ đặt lại tượng Quách Thị Trang
và tượng Trần Nguyên Hạng đó cô bác anh chị. Đây là bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Đó, cô bác anh chị cứ nhìn những cái hình ảnh dọc theo hai bên vỉa hè, chúng ta sẽ thấy được cái tình hình làm ăn của bà con mình ngày hôm nay. Con đường Lê Lợi này thì chạy tới nhà hát lớn Hạ Viện năm xưa. Em sẽ quay đầu ở đây để về ngay phía trước cái quảng trường của chợ Bến Thành. Con đường Công Lý đây cô bác anh chị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày hôm nay. Bên phải chúng ta đi về Bến Tuyên Dương luôn ha. Ở đây là có con đường Nguyễn Trung Trực đó. Con đường Lê Lợi này cũng không hiểu vì sao mà nó lại trở thành một cái con đường mà mặt bằng ở đây coi như chết yểu hết, không có ai thuê mướn, bỏ trống hàng loạt những cái mặt bằng như thế này cô bác anh chị. Đó, một cái cảnh rất là thê thảm, trung tâm Sài Gòn. Có một đoàn du khách đi ngang, như vậy là thấy cũng vui rồi đó. Rồi em mời cô bác anh chị chạy một chút ở đây nhé. Một ngày bình thường trong tuần, đây là cửa đông, cái bên phải là con đường Lưu Văn Lan, Tạ Thư Thâu năm xưa. Khách khứa bây giờ vắng tanh ha, nhìn chợ Bến Thành thấy nó rầu gì đâu rầu. Một thời nhộn nhịp bao nhiêu, bây giờ nhiều khi đứng chụp hình giữa đường mà cũng không có xe nó đụng nữa. Ví dụ như con đường Lưu Văn Lan, Tạ Thu Thâu đó, cô bác anh chị đứng chụp hình được luôn, ít xe chạy lắm. Khách cũng có mà nó vắng, nó dài một sọc trống từ đầu tới cuối đường đó. Ban ngày nhiều nhà đóng cửa, chợ thì vắng. Ở đây là chạy không nhìn đường luôn. Con đường Thủ Khoa Huân thưa cô bác anh chị, bên tay phải của em. Đó, mấy chị ngồi bán quán chờ khách mỏi mòn. Đây là khu vực cửa Bắc như vậy. Đó, cửa Bắc. Em thấy người đi nhặt ve chai bán vé số rồi còn nhiều hơn cả du khách nha. Các anh chị thấy trên vỉa hè người ta đi bán vé số rồi gì quá trời. Mấy ngày hôm nay thì đô cũng giảm mà vàng thì cũng giảm, vàng giảm sốc từ 70 triệu giảm một phát triệu mấy 2 triệu xuống luôn. Đô hôm nay có đông người đổi hay không đây? Chà, đô cũng đông nè, Hà Tâm cũng đông nè, mà Mai Vân cũng đông nè, đó. Đô thì giảm, nói chung nó cũng còn nằm khoảng 24-26 giá mua và giá bán vậy thôi, cũng không có quá giảm sâu.
Ở đây mà đi là không có quẹo được, không có quẹo ngược đường lên này được, em sẽ đi hướng này. Em quẹo ngược đường lên này để chạy ra đường Hàm Nghi á. Đó, cái tòa nhà của các anh chị nhìn thấy đó rất là rõ luôn. Một cục nợ. Bây giờ cũng làm liều tiếng bình dân gọi là bây giờ cũng lầy luôn. Ở đây nhà cửa nè, mở cái tiếng metro rào vợ rào chán lâu lắm rồi mà bây giờ ở đây vẫn không có làm ăn buôn bán được của bác anh chị. Những cái mặt tiền của con đường Lê Lai, mà công nhận cái con đường Lê Lai này cái vỉa hè nó nhỏ quá ha, có chút xíu rồi nè. Cho thuê mặt bằng đó, nó vẫn đóng cửa im lìm những cái căn nhà như thế này của các anh chị thấy không? Không biết tới khi nào nó mới khởi sắc. Đó, hồi trước em thấy là đóng cửa quá trời, mình nói là ồ cái metro nó làm cho cái khu này bây giờ không có làm ăn. Đó, không có làm ăn được. Đến khi mà metro người ta tháo rào chắn ra thì em nghĩ là nó sẽ hồi phục lại được, nhưng mà không. Cũng vậy thôi. Bây giờ em sẽ qua đường, em quay lại đi Hàm Nghi các bác anh chị. Bên phải em là Trương Định nha, Trương Công Định năm xưa đó. Hoặc là chúng ta có thể đi con đường Phạm Hồng Thái về ngã 6 Phù Động. Xe quá trời đông. Rồi, em chạy về lại quảng trường phía trước chợ Bến Thành. Chỗ này em chạy nhanh chút thì nhút xíu qua cái ngã tư luôn. Đi về hướng của con đường Hàm Nghi, đại lộ Hàm Nghi. Hướng ra cầu Khánh Hội có tòa nhà IFC One Sài Gòn đó, tên cũ của nó đó. Cái tòa nhà mà lắp kiến rồi mình tưởng là hồi sinh đó các bác anh chị, mà tính ra là nó hình xôi. Con đường Hàm Nghi này thì cái lane bên tay phải của em hầu hết là dành cho xe bus, trạm xe bus, đón xe bus ở đây ha. Bên tay trái của em đó chứ, còn bên phải thì những cái tòa nhà làm ăn kinh doanh buôn bán. Ở đây thì ít có nhà hàng đó, em thấy văn phòng công ty rồi nhiều hơn. Khách sạn cũng có một vài cái hả. Trên những con phố thì vắng vẻ, không có khách khứa gì nhiều. Đây là cà phê Highland Coffee à. Trời bây giờ âm u rồi. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đây cô bác anh chị, Công Lý hả, bên phải chúng ta quẹo một cái là ra cầu Móng luôn, ra ngay bến Trương Dương ngày xưa, bây giờ là Võ Văn Kiệt.
Đây có mấy cái tòa nhà cũ lắm này. À. Con đường này ở đây là con đường Master. Master này vào phải được là chúng ta ra ngay cầu bóng luôn cô bác anh chị. Đây là cái tòa nhà của Doji, nó là một cái thương hiệu vàng bạc đá quý Doji. Con đường Tôn Thất Đạm đó. Tôn Thất Đạm Phố Vắng. Người ta bây giờ người ta còn nằm ngủ ở bên vỉa hè này các bạn biết không? Bên vỉa hè của một cái quán, cái nhà hàng gì đó. Cô chạy xe máy kéo theo cái xe lôi. Ở đây là con đường Hồ Tùng Mậu nha. Hồ Tùng Mậu này như ngày xưa là Võ Duy Huy của bác anh chị. Bên phải là chúng ta cũng ra được cầu bóng hoặc là ra cái dạ cầu Khánh Hội để chạy về bến Bạch Đằng. Đó, còn đây là cái tòa đại sứ của Mỹ ngày xưa trước năm 75 đầu tiên ở Sài Gòn này. Đó, 39 Hàm Nghi đó. Bây giờ đó là Đại học Ngân hàng. Rồi, em chạy về hướng của cầu Khánh Hội. Ở đây bắt đầu là chúng ta sẽ thấy được mấy cái vị trí bỏ hoang cộng với cái tòa nhà IFC One Sài Gòn tên cũ. Ve chai tập kết rác. Ở đây có cái quán nhìn hoài cổ, hoài niệm, cà phê. Một loạt những cái dãy nhà ở đây là thôi rồi, có bán gì thấy không? Đóng cửa im ỉm, không có một cái hoạt động nào hết. Còn đây là cái tòa nhà mà nó chấn yểm từ chợ Bến Thành về tới đây, là hai cái tòa nhà nó chấn yểm. Một cái tòa nhà ở ngay phía trước chợ Bến Thành, ở đây còn Vivaland này của các anh chị. À, còn Vivaland này. Có một đợt nó thay mấy cái kính đi thì mình tưởng là nó hồi sinh, trời ơi rầm rộ hết, ai cũng đăng bài viết bài đồ này kia, YouTuber quay, em cũng có quay nữa cô bác anh chị. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa có hồi sinh ở đâu mà nó sình luôn rồi, nó sình hôi rồi. Cái chữ hồi sinh với cái chữ sình hôi nghe nó cũng hai cái chữ đó, nó một trời một vực đó cô bác anh chị. Tưởng là hồi sinh mà hóa ra là nó sình nó hôi luôn đó cô bác anh chị ha. Ngay cái vị trí rất là đẹp, từ cầu Khánh Hội mà đứng nhìn lên thì đẹp lắm, vị trí đẹp lắm. Mà cuối cùng này tiền nó nằm ở đây, tiền nó nằm ở đây hết rồi, còn đâu nữa. Em chạy bên tay phải nha, tập theo cái cầu Khánh Hội, lên cầu Khánh Hội thì chúng ta qua quận 4, đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế. Đó, còn đây là tòa nhà sình hôi. Các anh chị thấy rồi, cuối năm rồi, một vài cái hình ảnh như thế này để cô bác anh chị thấy cái tình hình kinh tế làm ăn buôn bán của Sài Gòn mình dọc theo cái vị trí của Trần Hưng Đạo, chợ Bến Thành về đây.
ở đây đang có tập dượt cái gì á mà cảnh sát giao thông đang chặn, không có cho xe hơi đi thẳng, chỉ có quẹo trái hoặc quẹo phải thôi, xe máy thì được đi thẳng, xe máy cũng không được luôn. Đang chặn ở đây tập dượt rồi, em xin tạm dừng các clip vậy. Con đường Hồ Tùng Mậu về hướng của Bánh Như Lan á, thì Bánh Như Lan á, cô bác anh chị, hoặc là ở đây chúng ta có thể quẹo huyện Công Trứ. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.